giờ tôi giới thiệu về phương pháp lắp ráp từng loại bơm một. Trước hết ta lắp cái bơm đuôi chuột. Đây là cái bơm đuôi chuột. Đây là cái xi lanh của bơm đuôi chuột. Ta đưa vào làm nào để cái rãnh xéo này, cái rãnh này là ngay thẳng với cái lỗ chốt. Ngay thẳng với lỗ chốt, xong ta chốt lại. Chú ý em có một cái dòng đồng để hạn chế dầu rớt ra. Nếu mà cái dòng đồng này mà các bạn quên không bỏ là dầu nó sẽ dò qua đây, nó sẽ xuống bụng máy. Bởi vì cái này nằm trong bên trong máy. Chốt xong các bạn nhìn thấy là cái xi lanh không ra được, nhưng mà phải nằm tự do trong đấy. Cái chốt này không được hãm chắc này. Nếu cái chốt này hãm chắc đây là không được, dứt khoát không được, bởi vì là cái xi lanh nó phải nằm bên trong. Ta lắp xong rồi ta lúc lắp thì như thế là ta lắp xong cái xi lanh. Tiếp tục lắp cái van vào. Cái mặt van này với lại cái mặt của cái xi lanh đấy là ăn khít đến mức độ, tức là gần như là dính liền, chứ không là dầu sẽ dò qua đây là mất áp. Cho nên khi mà lắp ráp vào ta phải kiểm tra cái mặt này. Thứ hai nữa là phải có cái gioăng. Đây, cái gioăng này, chứ nếu không ấy là con ốc này ấy, đưa vào trong này là anh sẽ không khít, dầu anh sẽ dò qua đây ra ngoài thì cũng mất áp luôn. Ta ráp vào. Xong. Ta vặn ốc qua cửa sổ vào. Tôi làm rất chậm để các bạn theo dõi và làm nào cũng đúng. Đấy, thế ta cứ tạm thời ráp vào như thế này, nhưng mà khi đưa vào máy là phải siết thật chặt cái này. Xong, cái loại bơm đuôi chuột này là không có cái đệm đùa xoa giống như mấy cái loại kia. Đấy. Các cái kia là có cái đệm này, nhưng cái bơm đuôi chuột này không có. Ta chỉ việc đưa lỗ xô vào, xong ta chỉ việc đưa đẹp lỗ xô ở phía trên vào. Chú ý cái này có hai mặt, cái mặt dưới này là giá và lỗ xô, cái mặt trên này là giá và cái đuôi chuột, thì nếu mà mình lắp ngược là không được. Xong đưa đuôi chuột vào. Cái này không có thanh răng, vẫn không có ống răng, cho nên là ai cũng lắp ráp được. Đấy, đưa cái đèn đẩy vào. Cấu tạo rất đơn giản nhưng mà hiệu quả. Đấy, xong chốt lại. Cho nên khi các bạn mà làm máy D15, máy D18, máy D20 hay 4 gì đấy mà lắp bơm cao áp không thảo, cứ mua cái loại bơm đuôi chuột mà ráp. Xong ta kiểm tra, ta xoay đi xoay lại cái này rất nhẹ nhàng. Đấy, như vậy là tôi đã ráp xong cái bơm đuôi chuột.